Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. À, và như thường lệ thì nội dung bản tin tuần của chúng ta vẫn sẽ có ba cái phần chính. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi uh, phân tích đánh giá lại một số các cái danh mục cổ phiếu mà thường xuyên phân tích cho các anh chị ở trong cái thời gian vừa qua. Ờ, phần thứ hai thì chúng ta sẽ có một vài cái đánh giá review lại kịch bản phân tích tuần video số 189 để chúng ta xem thử rằng ở trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta đã công những cái vùng kháng cự nào và đã tiệm cận đến những cái vùng hỗ trợ nào. Và phần cuối sẽ có một vài cái nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới. Lưu ý tất cả các cái phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân đồng lê vì vậy các anh chị của chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem thì uh, danh mục cổ phiếu phân tích tuần thì các anh chị đã nắm được rồi về cơ bản thì chúng ta cũng sẽ phân tích theo những cái danh mục đó thì hiện tại là chúng ta có uh, những cái kênh thông tin trao đổi thì tuần này thì hùng sẽ lưu ý thêm các anh chị một tí uh, chúng ta đã có kênh chứng khoán chiến binh lên từng con sóng sau đó kênh hùng lê chứng khoán và tuần này thì uh, giới thiệu với tất cả anh chị em là mình cũng trẻ hóa một tí tức là mình sẽ quay lại TikTok uh, thì từ từ trước đến bây giờ thì hùng không có làm TikTok thì cái TikTok này thì thấy có một cái ưu điểm rất là hay có nghĩa là chúng ta sẽ cắm điện thoại lên và chúng ta có thể uh, làm một cái trao đổi rất là ngắn gọn để chúng ta không phải tức là uh, cái, cái 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 mức độ mà chúng ta biên tập video ấy, nó rất là dễ uh, so với việc là chúng ta làm các cái video của uh, kênh chứng khoán hoặc là uh, kênh youtube hoặc là chúng ta làm video của kênh uh, kênh kênh facebook thì chúng ta phải quay và đặc biệt là ví dụ như là thằng youtube và và facebook nếu như chúng ta muốn live stream thì chúng ta lại phải uh, cài đặt những cái phần mềm hoặc là những cái hệ điều hành tương ứng mới có thể làm được còn đối với tiktok thì bây giờ là ví dụ như chúng ta có thể uh, ngồi nói chuyện như thế này và chúng ta có thể quay cái màn hình điện thoại vào cái màn hình máy tính và chúng ta có thể có một câu chuyện để chúng ta nói rất ngắn gọn rất là nhanh Uh, nên là hùng sẽ thử test thử xem cái tương tác và trao đổi với các anh chị em ở trên kênh tiktok như thế nào thì uh, bắt đầu từ tuần này thì hùng sẽ bắt đầu thử thì các anh chị em sẽ uh, kết bạn với hùng lê thì hùng lê sẽ follow lại ở uh, hùng lê gạch dưới chứng khoán thì các anh chị có thể uh, uh, search cái nick này hùng lê gạch dưới chứng khoán các anh chị nhá uh, thì chúng ta sẽ kết bạn và chúng ta sẽ tăng cái độ tương tác lên để chúng ta thử xem là nếu như mà hợp lý thì có thể trong tuần chúng ta sẽ có rất nhiều cái sự tương tác ở trên kênh TikTok đó thì đấy là một cái hướng tiếp theo mà mình cũng sẽ tìm để mà uh, chúng ta có thể tăng cái lượng tương tác ở trong tuần. Ok thì chỉ có nội dung như vậy thôi thì uh, <laughs> bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, vào cái phần chính của bản tin ngày hôm nay đó là uh, view ở các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản. Thì đối với C2 ở trong tuần thì C2 đã đạt được cái mark target 22 trên 22, có thời điểm là nó đã kéo lên được đến khoảng vùng 22.7, 22. 22.35 và sau đó thì nó bị tụt lại và cái xu hướng chỉnh cung thì như ông đã có phân tích là nó sẽ chỉnh về vùng 20 đóng cửa vùng à 21 đóng cửa vùng 20.95 phiên ngày hôm nay thì nó xuất hiện một cái cây nến búa với một cái râu nến ở bên dưới khá là dài nên khả năng nếu như mà cổ phiếu này khỏe thì có thể là phiên ngày thứ hai thì nó sẽ chỉ rơ lắc lại ở khoảng quanh vùng 20.6 đây nó sẽ rơ lắc khoảng khoảng quanh vùng 20.6 và sau đó thì nó có một cái nhịp hồi T ở đây thì các anh chị lưu ý nếu như hồi T mà lên đến cái vùng 22 mà nó vẫn không có thể là gì ạ uh, tiếp tiếp bước được thì như vậy là các anh chị canh chốt Dabaco trong tuần thì nó cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu 28 trên 28 và chỉnh cái đến ngày hôm nay thì nó chỉnh về vùng 25.3 như vậy ngắn hạn thì cái vùng 25.3 25.5 sẽ là cái vùng hỗ trợ ngắn và chúng ta sẽ lưu tâm lên vùng này có thể bắt và đánh T cộng ở nhịp tiếp theo cổ phiếu VPG ở trong tuần thì VPG cũng đã chính thức công lại cái vùng cản kỹ thuật 21.4 và sau đó thì nó bắt đầu nó chỉnh cung thì ở đây là vùng cản kỹ thuật thì các anh chị đều nắm được rồi tuần trước thì nó cũng lên vùng 21.4 và nó chỉnh cung và tuần này cũng như vậy thì cái điểm này nó cũng xuất hiện một cây nến rút chân ngày hôm nay tương đối là đẹp nếu như tuần tới thì nó có rơ lắc lại ở khoảng quanh vùng 19.4 và mục tiêu thì nó lại quay trở lại vùng 21 đến khoảng vùng 21.4 cổ phiếu SMC đó trong tuần thì như vậy là SMC đã quay lại vùng 12.8 đến vùng 13 để mà động lực tăng mạnh thì hiện tại cũng chưa nhìn thấy nhưng ít nhất nó đã tạo thành được một cái diện một cái nền tảng hỗ trợ kỹ thuật ở đây các anh chị có thể tận dụng để đánh T cộng nếu như chúng ta đang cầm đó ở vùng 19 10 12 8 13 các anh chị có thể cân thêm và có những cái nhịp hồi T cộng nhịp này mà có thể hồi đẹp có thể tuần tới có thể hướng đến vùng 14 4.5 thì như vậy là chúng ta đã có một cái có một cái lực hồi khá là đẹp đối với ADS thì Dự báo về mặt xu hướng là Long đã dự báo về 16.7 đến 17 là vùng tích lũy. Các anh chị nhìn thấy đây bốn cái nền tích lũy ở trong vùng này. Tuy nhiên là hiện tại tín hiệu đường MAC thì nó cũng đang hơi xấu nên khả năng cao thì cái xu hướng ở tuần tới thì nó có thể rơi về vùng 16 đến 16.2 để chúng ta phân tích tiếp. Cổ phiếu PTB Tâm tuần PTB tiếp tục công vùng cản 54.7, đồng thời thì nó cũng có một cái hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 50 53.2. Thì các anh chị nhìn thấy đây ở vùng 51 thì Hùng cũng đã có dự báo là khả năng khi mà PTB kéo lên đó, kéo lên đến cái vùng đây là vùng cản các anh chị nhé 54 7 thì nó sẽ có những cái nhịp rơ lắc và các anh chị nhìn thấy là trong tuần thì nó rơ lắc liên tục luôn các anh chị mà anh chị nào mà nắm được mà đánh T0 thì cực kỳ là nét nét căng luôn và với xu hướng hiện tại như thế này thì Hùng vẫn tiếp tục kỳ vọng là nó sẽ tích lũy thành công ở trên vùng 52 cộng để chúng ta hướng đến cái target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 58 cổ phiếu CCL uh, CCL thì các anh chị nhìn dài Ờ uh, nhìn dài cho một tí đó à, tuần này thì nó bắt đầu nó tiệm cận được cái vùng 8.5 rất là đẹp à, và nó đang có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 7.9 khả năng tuần tới các anh chị mà tài khoản mà đang cầm thì chúng ta cứ vùng 7.9 chúng ta cân đo đong đến thêm và các anh chị nhìn ở trên trạc kỹ thuật tuần thì hiện tại là CGL đang hình thành một cái xu hướng uptrend tương đối đẹp cản 8.5 nó bứt qua thì nó chỉ còn cản 10 nữa thôi cổ phiếu CRE cũng như vậy CRE nó cũng khá là hay thực ra cái con CRE này thì cũng sẽ phân tích vào trong cái nhóm ngành bất động sản dân cư <laughs> tuy nhiên là ở đây thì chúng ta cũng nói nói luôn đó trong tuần vừa qua CRE nó đánh khá là tốt về vùng 11 và xu hướng nó chỉnh nó chỉnh điểm một là sẽ chỉnh điểm 10 và đỉnh chỉnh điểm 2 thì nó sẽ ở 9 4 thì 7 ở cái vùng này các anh chị đang cầm thì chúng ta thu gom thêm mục tiêu thì nó vẫn hội tụ về khoảng quanh vùng 11.5 11.7 và đến vùng 12 nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành thủy sản gồm mã cổ phiếu ASM thì trong tuần ASM cũng đã có lực tăng theo lực tăng như dự kiến đúng không ạ từ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 11.11.1 đến 11 khoảng tầm vòng 11.3 Ờ, à, tuy nhiên là nó không vượt thoát được và nó quay trở lại nền và cái xu hướng hiện tại như vậy tuần tới thì nó sẽ tiếp tục test lại cái hỗ trợ này cái điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở khoảng quanh vùng 10.9 à, hiện tại thì đường mã CD của cổ phiếu ASM nó đang sideways như vậy thì như vậy là nói chung là để mà tăng mạnh là nó không có. Các anh chị lưu ý như thế. Nó đi sideways nó tích lũy, à, thành công nó là tốt rồi. Cổ phiếu IDI cũng đã có một cái lực bật khá là tốt từ vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 14 và đã lên đến tiệm cận cái vùng kháng cự 13.5, 15.5. À, 15.3, 15.5 và nó bắt đầu đổ lại bốn cây nến chốt, liền sau đó thì nó chốt tương đối là là là, là, là mạnh chính vậy nên là nó sẽ rơi lại về nền nền 14 và cái điểm sâu hơn khả năng thì uh, với cái xu hướng hiện tại như thế này thì khả năng cao là IDI sẽ quay trở lại cái điểm sâu hơn đó là ở 13. Chấm, uh, ở ở biên 13.5 13.7 để tích lũy lại từ đây và sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá lực hồi cổ phiếu CMX, CMX trong tuần cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở 11.5 cộng, có thời điểm đánh lên vùng 11.8 và trên con đường hướng về 12 và về đến cái kháng cự này thì nó cũng đang có một cái nhịp diện nhịp chỉnh cung quay trở lại. Tuần tới nếu như có ở vùng 10.5, 10.7 thì các anh chị có thể thu gom thêm và mục tiêu thì chúng ta vẫn tiến đến vùng 11.5 đến vùng 12. Cổ phiếu ANV ANV thì Ông ừ, có phân tích một cái điểm mua ở đây gọi là điểm mua T cộng 35.5 vùng 36 và đến cây nến kết tuần thì nó bị thất bại. Ở đây là một cây nến thất bại các anh chị nhé. Và thêm một cái lưu ý nữa đó là kể từ cái phiên giao dịch ngày 17 tháng 7 thì tín hiệu đường MACD nó suy yếu. Đây chính là cái thời điểm mà ANV chúng ta đã phân tích lên cái target ở khoảng vùng 38 đến vùng 39 các anh chị. Một lần, hai lần, ba lần nó đạt được và trong tuần này thì nó cũng suy soát lên được cái vùng 38 nhưng mà nó lên chưa đến nơi, suy soát thôi thì nó bị chỉnh cung và hiện tại thì nó xuất hiện một cái cây nến mà nó phá vỡ cái vùng 35.5 như vậy thì cái xu hướng tuần mới sẽ ở khoảng vùng 33.33.5 đến khoảng vùng 34 đây là vùng mà dự báo là nó sẽ quay trở lại để mà test lại cung cầu ở vùng đó cổ phiếu VHC thì như vậy là tuần trước thì VHC đã chính thức đạt được cái target của chúng ta đề ra đây là 80 trên 80 và cũng đã có dự chỉnh cung thì chỉnh cung tập 1 nó sẽ chỉnh về quanh vùng 76 và chỉnh tập 2 thì nó sẽ quanh đây là bao nhiêu quanh vùng 73 và phiên ngày hôm nay thì nó rút chân từ vùng 72 và rút chân lên mặc dù đây là một cây nến rút chân tuy nhiên tín hiệu đường ma cd thì nó chưa có cái sự cải thiện đáng kể nào chính vì vậy nên là cái xu hướng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục test nếu khỏe thì test là vùng 73 còn không thì nó sẽ tiếp tục test lại vùng 72 và ngắn hạn thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái xu hướng mà nó chịu tải được ở khoảng trên cái vùng 73 đến vùng 7 72 đến khoảng vùng 73 để chúng ta đánh giá thêm. Trong trường hợp nếu như nó vi phạm, ví dụ như là nó vi phạm ở đây, trong trường hợp nó không ấy được không không, không tăng được và nó xuất hiện một cái cây nến đỏ như thế này và nó phá vỡ cái vùng 70 thì như vậy đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật mà các anh chị bắt buộc phải bán bởi vì PHR thì cũng đã có AVHC thì cũng đã có phân tích một cái vùng mua khá là thấp ở dưới này. Và bây giờ chúng ta vẫn đang có lãi và cái việc ở trong cái giai đoạn hiện tại đó là chúng ta bảo toàn lãi các anh chị, bảo toàn lãi à, uh, rồi uh, danh mục tiếp theo đó là danh mục dệt may gồm mã cổ phiếu TNG thì đối với TNG á, á, là chúng ta vẫn đang hướng cái vùng cảng kỹ thuật 21.5 đến khoảng vùng 22 và trong tuần này thì cái cây nến này là nó lên tận 22.5 thì khả năng là cây nến đều hùng không tin cái cây nến này lắm bởi vì sau đó thì nó có một cái đèo đỏ đặc cái này thì khả năng là cây nến đều mà chủ yếu là nó sẽ ở 21.5 thì khả năng là đạt được trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và hiện tại thì tín hiệu đường mã CD À, bắt đầu từ phiên giao dịch của thứ hai tuần này thì nó bắt đầu xấu à, chính vậy nên xu hướng chủ đạo của nó là gì xu hướng chỉnh giảm sideways và đi ngang à, biên tạm thời thì chúng ta sẽ lấy biên 19.7 đến vùng 20 là hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp nếu phá 19.7 thì chúng ta phải tính toán ở cái vùng hỗ trợ sâu hơn đó là ở khoảng quanh vùng 18.7 nếu có thì tùy cái diễn biến tình hình trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ à, phân tích tiếp các anh chị ở VGT ở đây có vùng cản kỹ thuật ở đây là 13.5 và biên hỗ trợ dưới là biên chín đến 13. Tạm thời thì VGT nó cũng chưa được chưa chưa gọi là xấu lắm. Tuy nhiên đường mát thì nó cũng khỏe. Và nó sideways đi ngang được ở trong cái biên này thế là tốt rồi. cổ phiếu GIL À, cổ phiếu GIL. đây thì đối với GL cũng đã có à, nhắc kỹ các anh chị rồi đó là cái vùng 33.7 đến khoảng vùng 34 33.7 vùng 34.5 đấy là vùng cản kỹ thuật và tuần này thì nó đâm lên được vùng 34 cộng và sau đó thì nó bắt đầu diện nó bắt đầu chỉnh giảm và với những anh chị em mà đu ở cái vùng kháng cự này thì đến thời điểm hiện tại là bây giờ chúng ta thấy bị ngốt rồi đúng không ạ đó và về đến cái đoạn này là bắt đầu bán này hoảng bán thì nó lại tăng bởi vì gì bởi vì đây 28.5 và cái vùng 292 đây tạm tạm xem ở đây đang là vùng hỗ trợ ngắn và có thể có cái lực phục hồi ngắn ở đây đó rồi ở danh mục tiếp theo chúng ta sẽ phân tích đó là mã ngành cao su gồm có mã cổ phiếu DRI thì trong tuần vừa qua DRI à, tuần trước DRI có chỉnh về vùng 8 và trong tuần vừa qua thì nó có ba cái nến lực bật khá là đẹp thì nó quay trở lại vùng 8.8 đến vùng 9 hiện tại thì vùng 8.8 đến vùng 9 vẫn đang là vùng cản của cổ của kỹ thuật cổ phiếu này và khả năng thì nó sẽ đạp lại về quanh vùng 8.3 đến 8.4 để tích lũy tiếp ở trong ngắn hạn thì nhìn chung là DRI khả năng là nó cũng chưa tích lũy để mà đi tiếp được đối với mã cổ phiếu DRC thì trong tuần trong tuần DRC tiếp tục công cản kỹ thuật vùng 24 24.5 và các anh chị nhìn thấy đây là 3, 4 cái nến là cổ phiếu này đều dính ở vùng 24.5. Tuy nhiên là kết phiên thì chỉ có một cây nến của ngày thứ ba là nó có đạt được ở trên vùng 24 cộng thôi, còn gần như những cây nến liền sau đó nó không đạt được. Như vậy là tín hiệu đường mát đang có sự suy yếu. Và như vậy là cái xu hướng đi tiếp của DRI của DRC tạm thời nó sẽ bị bị, bị dừng lại. Và tuần tới khả năng vùng 2 7 đến khoảng vùng 23, đây là xu hướng tích lũy trở lại ở vùng hỗ trợ này. Và mục tiêu thì nó vẫn tiếp tục là tích lũy thành công ở đây thì nó vẫn tiếp tục kéo lại ở vùng 24, 24.5. Cổ phiếu GVR hiện tại thì nó cũng trong tuần vừa qua đây trong tuần vừa qua thì giờ tiếp tục tận công cái cản 22.5 và có thời điểm là tiệm cận lên được đến vùng 23 như vậy thì đến thời điểm này thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái tín hiệu đường mã CD bắt đầu kể từ cái thời điểm mà nó đạt được cái target 22 cộng á thì nó cứ lùng và lùng vắng nó không bật lên được như vậy thì cổ phiếu khó lòng để mà tăng mạnh được các anh chị và nó đi sideways và bằng chứng là các anh chị nhìn thấy rằng là cổ phiếu này đã đi sideways đó nó đi sideways liên tục và tuần này thì cái điểm mà nó test cung ở vùng 21 là hơi xấu với lực cầu khá là mạnh gấp đôi gần gấp đôi trung bình 21 phiên. Như vậy cho thấy rằng là lực bán của nhà đầu tư đang gia tăng khá là mạnh ở cổ phiếu này. Ờ khả năng trên góc độ nó có rút chân lên nhưng mà theo quan điểm hùng thì nó sẽ về để nó tích lũy lại xu hướng ở khoảng quanh vùng 20 đến khoảng vùng 20.5 và thậm chí là vùng 20. Ờ đấy đấy, phiên này là hình như là chạm 20.5 rồi rút chân lên. Đó, đúng rồi. <laughs> PHR PHR thì trong tuần và trong 3 tuần và trong những tuần gần đây 53 tiếp tục công cản và công vẫn không thành ờ, Việc công cản không thành chính vậy nên là PHR quay lại chỉnh Điểm chỉnh một quanh vùng 51.2 và nó bị phá Tất nhiên là nó phá chưa sâu ờ, Và nó lùi về lại ở đây này Ở đây thì nó có cái vùng hỗ trợ 45 5 đến vùng 49 Và khả năng tuần tới thì nó sẽ sideway ở quanh vùng 49.5 Uh, tín hiệu đường mã CD và kể từ đây, kể từ phiên này thì như vậy là tín hiệu đường mã CD cũng khá là 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 yếu nên chính vì vậy nên là cổ phiếu nó cứ lừng khừng vậy thôi, nó tăng thì nó tăng được một ít và sau đó nó bị đạp quay trở lại. Ok, uh, nhóm ngành tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích uh, nhóm ngành Viettel gồm mã cổ phiếu VGI. <laughs> thì như vậy là VGI sau khi mà đạt được mắc cái target ở vùng 27 27.5 thì đà đi của cổ phiếu này đã chậm lại và trong tuần vừa qua thì mình có dự báo là ở khoảng quanh vùng 25 nó sẽ đi sideways cộng trừ một ít khả năng tuần tới thì cái biên sideways này sẽ tiếp diễn bởi vì là tín hiệu đường mát thì đang cắm đầu à không nó cũng không cắm đâu bắt đầu nó đi ngang và cái biên 25 cộng trừ 0.5 tức là nó sẽ đi ở biên 24.5 đến khoảng biên 25.5 đó là cái biên mà về sẽ đi ở cổ phiếu CTR nhìn chung là trong tuần vừa qua có tăng đó phiên ngày thứ hai tốt ở vùng 72 và nó rút lên được gần truy soát ở vùng 74 75 đây là vùng cản và gặp cản thì nó lại bị đạp lại tuần tới uh, xu hướng ở quanh vùng 71.8 đến khoảng quanh vùng 72 tích lũy uh, cổ phiếu VTP VTP là trong tuần vừa qua chia cổ tức Ờ uh, chia cổ tức nên là cái chạc kỹ thuật nó bị rơi ra khỏi nhưng mà chúng ta phải nói sau chia Sao uh, sau chia tức là về mặt kỹ thuật là VTP vẫn uh, đang đạt được người ta nghe kỹ thuật rất là cao ở quanh vùng 42 sau chia như vậy là cực kỳ là tuyệt vời trong tuần vừa qua nó đạt 42 đồng thời nó có hỗ trợ kỹ thuật 39.3 vẫn giữ được như vậy ngắn hạn để ở biên 39.3 đến biên 42 đó các anh chị có thể tận dụng tế cộng để chúng ta đánh thêm nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ phân tích đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta có mã cổ phiếu KBC ở đây KBC như vậy là vùng 34 đến vùng 35 tạm thời đang là một cái vùng đỉnh và cổ phiếu đạt được cái đỉnh cao nhất đó là ở vùng 33.9 suy soát ở vùng 34 và nó và nó chỉnh cung và đến thời điểm hiện tại thì nó đã test cung về đâu? Một là nó đã test về ở vùng 31.6 và tuần này thì nó rơi khá sâu về vùng 30.5. Ờ, nhưng cái nến cái tuần thì lại một cái nến khá là đẹp với lực cầu tốt như vậy, khả năng tuần tới nếu nó có test lại thì sẽ khoảng ở khoảng khoảng quanh 31.5 các anh chị. Đó, 31.4, 31.5 đây này, này. Rồi nó tích lũy một hai nhịp và khả năng thì nhịp này nó sẽ tiếp tục kéo quay trở lại vùng 33 đến khoảng vùng 34. ITA thì ngắm dài ra và ngày hôm nay thì cây nến trong tuần chúng ta nói trong tuần trước hiện tại thì sau một cái nhịp sau khi mà Hùng đã phân tích được cái target ở 6.3 6.5 ở bên này thì sau đó thì Hùng phân tích một cái nhịp chỉnh cung và những nhịp chỉnh cung nhịp một sẽ chỉnh về về đây và nhịp 2 là ITA sẽ chỉnh về vùng 5 đến vùng 5.2 và nó tạo đáy đúng ở vùng 5 và nó rút chân quay trở lại ở vùng 6.5 thì như vậy là 5 lên 6 à, 5 đến 6 là chúng ta được 1.000 1 một chia cho 5 là như đâu đó được 25 phần trăm đúng không anh chị đấy nhịp vừa rồi nó chạy 25 phần trăm đấy à, và hiện tại gặp cản 6.3 6.5 thì đương nhiên là cản thì nó phải lùi lại rồi và phiên lùi này khá là đẹp này à, phiên ngày hôm nay nó test à, thực trên thực tế nếu như nó test lại vùng 6 là đẹp và tuần này thì đến tuần nó đóng cửa đúng vùng 6 như vậy là đẹp thì khả năng tuần tới nếu có thì nó còn lắc lại ở cái vùng cái mút nến ở đây này mút nến ở đây là vùng 5.8 tức là vùng 5.8 đến vùng 6 sẽ là cái xu hướng tích lũy để uh, chúng ta tiếp tục kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ kéo về vùng 6.3 6.5 ITA thì nhìn xa trong rộng nhìn dài ra một tí uh, theo quan điểm của như vậy và chỉnh cung thì chúng ta mua còn xanh tím thì chúng ta ngồi hoặc là xanh tím thì chúng ta bán bớt đi đấy là cái cách để tiếp cận đối với cổ phiếu ITA uh, đối với SSC <laughs> đối với SSC ở đây trong tuần cũng đã có lực tăng và soát tiệm cận lên vùng mươi con này là lên chắc chắn là 39 rồi này 39.15 đó Và sau đó nó chỉnh cung Thì uh, cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở Trong phiên chiều ngày hôm nay khá là đẹp Ở về vùng 36.4 Và khả năng nó sẽ rút chân và nó đã đạp lên vùng 38 Còn trong trường hợp nếu như nó 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 bị chỉnh sâu hơn Thì nó vẫn có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 35 này 35, 35 đó 35 352 355 đây này đây là vùng mới chỉnh cung này và hiện tại thì SSC vẫn đang là một cái uptrend và nó vẫn chưa bị phá. Các anh chị vẫn là uptrend nhá. Đây chúng ta view lại nhỏ lại. Đó, hiện tại nó vẫn đang là một cái, cái 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 hành trình đi lên và đối với cổ phiếu SSC thì cũng đã có phân tích những cái phân tích định hướng từ tận quý 4 quý 4 của năm 2022 đúng không các anh chị? Quý 4 của năm 2023. Đây này, tháng 12 đây này tháng 12 lùng đã bắt đầu định hướng về nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp chúng ta sẽ đánh và đến thời điểm tại là từ đây ăn cổ tức xong nên nó cổ phiếu nó gần 40 rồi thì chúng ta có phải gì phải chế thách nữa không ạ có phải chế thách gì nó không? không? đúng không ạ đó rất tuyệt vời theo quan điểm hùng như vậy còn tùy các anh chị cảm nhận ở góc độ như thế nào à, rồi idc idc xem nào <laughs> IDC cũng như vậy, hành trình tăng của IDC cũng khá là tốt và hiện tại thì IDC cũng đã đạt được cái target 47 và đang hướng về vùng 50. Đấy tuần trước trích soát đạt 50. Nhìn chung cái xu hướng tuần này là chỉnh cung, đã chỉnh cung như dự kiến và cái xu hướng nó sẽ diện nó quay quay lại test ở vùng 47. Tuần tới thì khả năng vẫn như vậy thôi. Uh, test thành công ở vùng 47 khi đó thì sẽ phân tích tiếp. VGC đạt được cái target mắc target 50 trên 50 quá tuyệt vời đúng không ạ Và VGC thì đây xin thưa các anh chị và chúng ta đã có một cái hành trình Chúng ta bắt ở khoảng vùng 31 đến khoảng vùng 32 Và tăng lên được vùng 50 Như vậy là 20 trên chúng ta sẽ cho nó tăng khoảng 20 trên 30 Các anh chị này 20 trên cho 32 62,5% một cái target kỹ thuật mà có thể nó gọi là Có thể gọi là như mơ đúng không ạ Rất đẹp Rồi thì uh, bây giờ nó khi mà đạt được một target cao như vậy rồi thì chúng ta đến đến cái giai đoạn này là giai đoạn gì các anh chị bảo toàn lợi nhuận vỡ bèo vượt tép ưng ừ thì đây ưng thì đây 49 44 9 45 3 là vùng hỗ trợ các anh chị có thể cân một ít ở đây vùng này vùng hỗ trợ kỹ thuật và uh, xa xăm hơn đó, lên 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 một tí nữa thì gì đó, nó hồi lên ở đây khoảng vùng 4 uh, 49 này 49 48 này thì chúng ta bán bớt đi đó DTD thì có một hành trình tăng khá là tốt rồi Mark target ở vùng 37 và hiện tại đang chỉnh cung Nhìn chung ở đây là chỉnh về 30 và sâu sâu hơn ở vùng 28 à, Khả năng tuần tới thì nếu trong trường hợp nếu như cổ phiếu này phá vỡ vùng 28 Thì Hùng sẽ không phân tích nữa các anh chị nhé Bởi vì là à, cổ phiếu DTD thì chúng ta đã phân tích ở nhịp bên này và chúng ta ăn target rồi Và đến bây giờ nó chỉnh cung rồi thì chúng ta chả phân tích làm cái gì cho nó mệt Đúng không ạ? Chúng ta chỉ phân tích những mã cổ phiếu trend lên còn bắt đầu trend xuống và phá vỡ hết cái tính kỹ thuật rồi thì chúng ta loại ra chúng ta không phân tích nữa đấy ví dụ như cổ phiếu D2D thì chúng ta ăn được đến tận vùng 32 và ăn cổ tức ngon lành và sau đó thì nó chỉnh cung bây giờ vậy như vậy thì như vậy đây này cái tín hiệu kỹ thuật của ngày hôm nay là gì khá là yếu ở vùng 29 và trong trường hợp nếu như tuần tới mà nó không phá vỡ vùng 29 mà không lẽ là vùng 29 như vậy là xu hướng cổ phiếu tiếp tục chỉnh giảm và như vậy chúng ta sẽ loại đúng không và chúng ta ăn cổ tức rồi chốt Đối với cổ phiếu TIP cũng như vậy, TIP đạt target 23.5 và hiện tại nó đang sideways và tuần vừa qua có đi lên nhưng mà lực đi lên này hơi kém. Ờ, à, như vậy ngắn hạn ở đây nó sẽ chỉnh về vùng 21.7, vùng 22. Cái điểm sâu hơn của TIP nó có, có thể nó sẽ bị rơi lại. Đó là cái vùng ở đây là vùng 20.8 đến khoảng vùng 21. Các anh chị lưu ý. Rồi à, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành thép gồm mã cổ phiếu Hòa Phát. Thì đối với Hòa Phát ở trong tuần vừa qua nhìn chung à không từ từ trong phải phải nhìn tổng cục đã thì đối với hòa phát ở trong cái nhịp vừa qua tổng cục thì chúng ta đã có phân tích cái từ cái vùng target kỹ thuật 21 lên vùng 22 sau đó lên vùng 24 25 Ờ à, sau đó đẩy lên vùng 27 sau đó đẩy lên vùng 28 và hiện tại thì chúng ta đang hóng lên vùng 30 đó nói như vậy để các anh chị biết được cái cái hành trình mà chúng ta đã đã đi đó và cái hành trình đi lên vùng 30 thì chưa đạt chưa thành nó chung là mới đạt được đến vùng 28.4 và nó bắt đầu quay lại chỉnh cung thì cái điểm chỉnh cung này khá là đẹp trong tuần trước thì Hùng đã phân tích vùng 26.8 và cũng có dự báo là từ vùng này thì khả năng nó sẽ nhồi lên quanh vùng 28 rồi sau đó nó đi răng cưa nó lại test lại một phát nữa đây này các anh chị đấy những cây nến test này và bản thân phiên ngày hôm nay nó cũng test tức là test lại quanh vùng 27.2 27 và nhìn về xu hướng thì nhóm thép đang có đà vì vậy nên khả năng tuần tới thì Hòa Phát sẽ tiếp tục đẩy lên khoảng quanh khoảng quanh vùng 28.4. Đó, các cái thuật ở đây. Nam Kim NKG Nam Kim Nam Long thì phân tích sau nhá. Bất động sản đến cư chúng ta phân tích sau. À, Nam Kim phiên ngày hôm nay à, đối với Nam Kim này thì trong tuần thì cũng đó dự báo là khả năng Nam Kim sẽ hồi và nó hồi lên đây cái nến này là cái nến hồi và sau đó nó quay lại test này và phiên ngày hôm nay thì phiên test cực cực là đỉnh cao đấy nói chung là cái điểm test này thì cũng không ai nghĩ đó tất nhiên là nếu như chúng ta mà 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 an toàn thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể thòng được những cái điểm mua ở quanh vùng 16 10 18 6 10, 18 7 ở đây bởi vì đây là hỗ trợ và cái điểm test phải nói là điểm test của của nam kim ngày hôm nay là cực đẹp cực đẹp đó các anh chị và với điểm test này thì cái 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 xu hướng của nó nó bắt đầu nó đang có cái tín hiệu gì ạ các anh chị lạc quan lên và chính vì lạc quan lên nên khả năng tuần tới cái xu hướng tiếp theo thì nó sẽ chỉ test lại Theo ông là nó chỉ test lại 19, 19.25 thôi đúng cái biên hỗ trợ này Và dự kiến là sẽ tiếp tục à, cái hành trình để tiếp tục kéo lên Cổ phiếu Hoa Sen đẹp, Hoa Sen thì các anh chị đang cầm nhá là lưu ý này Hoa Sen là cực đẹp rồi Thì đối với Hoa Sen sau cái nhịp ở bên này là nó cũng suýt soát đạt cái target 19.5 thì nó chỉnh cung và nó test này tuần trước nó test ở vùng 18.3 và tuần này nó tiếp tục test ở 18.3 18.5. Tức là nôm na cái, cái 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 biên này các anh chị, đó nó test cái này cực đẹp 18.3. Theo quan điểm của Hùng là cực đẹp 18.5. Đó thì uh, nó test lại cái này quá là đẹp luôn, nó test lại cái này quá là đẹp luôn các anh chị. Và cái nến kết tuần là một cây nến mà có lực cầu gấp đôi trung bình 21 phiên với lực cầu cực kỳ tốt và như vậy là Hoa Sen chính thức đạt cái target 19.5. 19.85 và tiệm cận đến cái mắt mà ông có dự kiến ở đây là khoảng quanh vùng 20 như vậy tuần tới nếu nó nếu như nó có lấp gáp thì các anh chị nếu như nó có lấp gáp thì nó lấp về khoảng quanh này này nhưng mà khả, khả năng không biết là có về đến đây không nhưng mà chúng ta cứ thòng thòng thôi yên tâm đó bởi vì là chúng ta đã có những cái điểm nếu chúng ta mua những cái điểm này rồi thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể tự tin ở khoảng quanh vùng 19.3 đó nó lấp về khoảng quanh 19.3 thì nó cực kỳ đẹp và Ờ, hoa sen thì cũng đang có cảm nhận là hoa sen sẽ vào một cái chen chen tuần và hoa sen sẽ bay bay các anh chị như thế này là bay bay lên nhá không phải bay xuống đâu bởi vì hiện tại là gì nó đang hình thành được một cái áp chen và áp chen này là đẹp đấy áp chen này là đẹp và áp chen này thì có thể cái mắc target tiếp theo nó sẽ lên khoảng quanh vùng 25 đó và cái cách đi các anh chị nhìn thấy là cách đi của hoa sen đấy nó đẩy lên kênh này và nó test lại này rồi sau đó nó sẽ kéo lên và nó sẽ test lại đây và như vậy thì hoa sen vô hình dung là hoa sen đang đang có một cái áp sen đẹp và chính vậy nên là cái tài, các cái tài khoản mà đang cầm hoa sen à, anh chị mạnh mẽ lên Húc mạnh lên cho hùng lên đấy còn uh, tùy quan điểm đấy quan điểm của hùng là hút để quan điểm của anh chị là dừng lại hay như nào đó là tùy uh, tất cả mọi cái góc nhìn các anh chị nhá tất cả mọi góc nhìn nó đều là tham khảo nó là tương đối chứ không có tuyệt đối còn nếu mà có tuyệt đối thì uh, khả năng là 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 hùng lê cũng sẽ được đúc tượng vàng dựng ở trước uh, trước sở giao dịch uh, hà nội hay là sở giao dịch ho hoặc là hoặc là rất rất nhiều người được đúc tượng vàng ở đấy đó nhưng mà cái câu chuyện ở đây là gì Mình có chia sẻ với anh chị này thứ nhất đó là uh, một số uh, nhân nhân cái câu chuyện này ta lại dừng lại ta nói một tí về cái câu chuyện là lùa gà lùa vịt uh, câu chuyện này hùng nói rất là nhiều rồi vùng cảm thấy rất là buồn với những cái nhà đầu tư mà họ thốt ra những cái câu nói đấy họ thốt ra những cái câu nói đấy tức là họ 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 tự nhận họ là những con gà họ tự nhận họ là những con vịt để người khác lùa tại sao chúng ta lại lại đáng cay thế các anh chị chúng ta là nhà đầu tư tiền ở trong tay chúng ta tài khoản ở trong tay chúng ta rồi các anh chị rồi là uh, quyết định ở trong tay chúng ta kiến thức ở trong tay chúng ta cái đầu ở trong tay chúng ta uh, thế mà tại sao lại lại để cho thằng khác nó nó dắt mũi để mà nó mà 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 mà, mà, mà nó làm những việc đấy các anh chị thấy có cay đắng không đó à. Và 4.0 rồi các anh chị Bây giờ là thời đại 4.0 rồi Là cái thời đại công nghệ và cái thời đại rộng mở Chúng ta đọc báo, chúng ta đọc thông tin Chúng ta đọc facebook, chúng ta đọc tiktok Chúng ta đọc đủ các cái thể loại Sau đó chúng ta tổng hợp lại các anh chị Và trong trong cái quá trình đấy chúng ta đi Thì chúng ta tìm được một cái người nào có tâm Đầu tiên phải có tâm đã Có tâm ở đây là gì? Có tâm ở đây là vì nhà đầu tư Tất cả những cái gì chúng mà mà cái cái người đó nói ra là vì cái tâm Đó, vì cái tâm đã Đấy, vì cái tâm, tâm người ta nói ra là người ta không phải muốn cho các anh chị uh, uh, Lún xuống bùn sâu Cái tâm người ta nói ra muốn cho anh chị tốt lên Cái tâm người ta nói ra là Mong anh chị cầu tiến, mong anh chị có kiến thức Thì đầu tiên Các anh chị phải tìm Tìm, tìm được người có tâm Đấy, người có tâm uh, Tại sao ra Cát Lượng lại Lại, 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 lại về phò cho Lưu Bị Lưu Bị không có tài nhưng lưu bị có tâm các anh chị và gia cát lượng là cảm thấy cái tâm của lưu bị rất là tốt nên gia cát lượng quay về phò cho lưu bị cho lưu bị là là vô tài đó nhưng ít nhất người ta có tâm vậy thì có tâm rồi á thì khi người ta có tâm thì người ta sẽ nói ra những cái lời mà từ tận đáy lòng làm sao cho người khác tốt lên làm sao cho cộng đồng chúng ta tốt lên làm sao cho mọi người xung quanh chúng ta tốt lên rồi mọi người vân 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 vân, vân đấy rồi sau đó thì mới xét đến cái tầm Thì cái tầm nó là vô biên Tức là con người ta nó đến đâu Tức là gọi là bác Hồ nói rồi có có tài mà không có đức Và có đức mà không có tài thì các anh chị nhớ câu nói đúng không ạ Vậy thì cái tầm của Hùng Lê hoặc là cái tài của Hùng Lê hoặc là cái khả năng của Hùng Hùng chỉ đạt được đến như vậy thôi. À thì các anh chị nghe à mà cái thằng này nó nói đến như vậy thôi. À, level của nó ví dụ như là xếp ở trên chứng khoán level là 100 điểm thì à thằng này nó nói được tầm 30 điểm thôi. Ờ à, thì ta nghe 30 điểm đấy cái câu chuyện nó như thế chứ chúng ta đừng có đừng có ngộ nhận rằng chúng ta là con gà chúng ta đừng có ngộ nhận rằng là ông hùng và ông lùa gà đừng có ngộ nhận cái thằng bên cạnh nó lùa gà rồi đừng có ngộ như ngộ nhận cái nhóm chúng ta tại sao chúng ta phải, phải 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 cay đắng như vậy đấy là một cái quan điểm rất sai lầm các anh chị và chừng nào không nói như vậy chừng nào cái nhà đầu tư nào hoặc anh chị em nào mà vẫn vẫn ngộ nhận những cái câu chuyện này đó thì các anh chị tiếp tục thất bại còn chừng nào các anh chị ngộ nhận ra một cái chân lý rằng là a à, quyết định là trong tay ta ta phải làm gì ta phải học ta phải làm gì ta phải nâng tầm chúng ta lên ta phải làm gì chúng ta vâng. vậy thì dần dần có thể trận này các anh chị thua trận sau các anh chị thua nhưng trận tiếp theo các anh chị thắng và khi đã thắng rồi thì cứ thế dần dần từ từ dần dần từ từ mọi người đi ok ở TVN các anh chị TVN chúng ta nhìn xa trong rộng ra một tí nhá TVN ngon rồi 7.4 7.5 đấy hỗ trợ đấy các anh chị mua đẹp quá ít nhất là mua 7.4 bán ra ở vùng 8 lãi, lãi chứ sao không lãi đúng không? Đấy ví dụ như thế. Đấy là cái góc nhìn của Hùng. Đó, thì như vậy là góc nhìn của Hùng ít nhất là gì? Không xúi các anh chị làm bậy. Đó, không xúi các anh chị những cái điều mà nó vô bổ, không xúi các anh chị những cái gì mà nó 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 nói và đây là cái kiến thức giúp các anh chị kiếm tiền, nôm na như vậy thôi. À, vui vui thì về cùng với team Hùng Lê chém gió, thỉnh thoảng đi nhậu, đi uống bia, đi uống cà phê. Chấm hết. Đó. Còn chặng đường đầu tư của chúng ta còn rất dài các anh chị Nó còn rất dài yên tâm TVN ở đây nhá TVN này chém tiếp này vùng 7.4 7.5 chém gió tiếp đi các anh chị vùng 8 là vùng cảng kỹ thuật và khả năng à, theo quan điểm của Hùng thì sau cái nhịp này thì TVN sẽ có xu hướng tích lũy trở lại và bật bật tăng trở lại về vùng 8.5 đến vùng 9 à, TLH cũng đẹp rồi nhá TLH ok TLH cũng đẹp lắm rồi đó thì TLH hiện tại là chúng ta nhìn thấy đây ạ trong tuần thì là TLH đã tiệm cận đến cái cản 9.4 đây trong phiên giao dịch của ngày hôm qua đúng vùng 9.39 luôn xít 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 9.4 ở phiên ngày hôm nay nó test một cây nến cũng thần sầu luôn Nó test một cây nến thần sầu các anh chị 8.5, 8.7 Và lại vút lên vùng 9.22 cộng với lực cầu cực kỳ tốt Như vậy thì với những anh chị em đang cầm con con cổ phiếu này Tuần trước thì cũng có phân tích ở đây này Có phân tích ở vùng 8.35, 8.5 các anh chị mua đúng không? Đó, tuần tuần tiếp theo này thì nếu có ở vùng 8.5 8.7 thì các anh chị cân thêm đi và xu hướng là đánh break vùng 9.4 hướng cạn 10 và bay vùng 10 thì thôi biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy luôn ok đó hướng anh chị những cái mã cổ phiếu rất là ok rồi à, sang ngành đầu tư công chúng ta có mã cổ phiếu Kb à, Kb thì uh, trong tuần và trong tuần vừa qua KSB tiếp tục công vùng cản 34 đấy đã ghé kỹ thuật mùng đã có phân tích ở đây đó là cản 34 ok tiếp tục đạt 34 và ờ uh, và rũ ui rũ ác liệt luôn và những ai mà đua đúng cái vùng 33.8 đây các anh chị có đắng không ạ đắng chứ tại sao lại phải đua ở cái vùng đó kỳ lạ tê không chịu xem những cái clip cùng phân tích để mà biết đấy là kháng cự để mà tránh ra kỳ lạ ok đây đến vùng cả <laughs> vùng hỗ trợ này vùng hỗ trợ 30 8 30 8 30 5 30 khả năng đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì nó sẽ có cái sự hồi lên hồi lên sau đó nó sẽ đạp lại cái anh chị PLC PLC thì không không ổn lắm trong tuần thì nó tiếp tục gì ạ công vùng cản 40 mục tiêu thì cũng đang ngắm ngắm lên vùng 41 42 nhưng mà như thế này là không thành rồi như thế này là thất bại rồi cái target này thất bại các anh chị nha và như vậy là đây cái nhịp trước thì nó lên được 41 thôi và nhịp này thì nó không thể lên được nữa À, nhìn cái xu hướng như thế này thì PLC sẽ quay về vùng 37.3 và điểm sâu hơn có thể tính toán ở đây là vùng 36 36.5. Hai cái điểm chỉ cung này thì bây giờ tuần tới thì ông sẽ uh, trực tiếp được đánh giá thêm. Uh, BCC trong tuần vừa qua đó có tăng đúng không anh chị? Tăng đúng vùng 15 luôn. Đấy và những ông nào mà ăn cắn phải vùng 15 thì bây giờ có đắng không ạ? Đắng nhá. Hôm nay nó nó đạp phát 12. Ông thử chia xem nào à, uh, 2 mà chia cho 15 Úi giời ơi 13% hai phiên đắng không các anh chị đắng đắng lắm đó Vậy thì cái 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 mục tiêu là chúng ta hướng đến những cái phân tích như vậy để chúng ta tránh và chúng ta tránh những cái, cái 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 gọi là chúng ta nhìn được Thế còn những cái chúng ta không nhìn được thì thôi đấy là chúng ta chấp nhận tầm của chúng ta chỉ đến như vậy thôi ai mà phân tích được hết đó thì ok ở đây vùng 13 khả năng tuần tới thì nó sẽ test lại vùng 13 13 năm 13 7 các anh chị nhá BCC VCG nói chung là đầu tư công thì cũng đang khá là là bắt đầu có cái sự suy yếu đó bắt đầu có sự suy yếu ví dụ VCG thì bắt đầu từ tuần này thì bắt đầu tín hiệu đường MACD bắt đầu có cái sự giảm sút về mặt cảm xúc nên là gì nó sẽ phải có cái sự chỉnh cung quay trở lại đó thì nhìn về mặt xu hướng thì khả năng VCG sang tuần tới nó sẽ tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 20 mấy đây này 24.5 đến khoảng vùng 25 nhìn chung là vẫn phải tích lũy lại đây rồi có tăng có trưởng có có cái gì gọi là bật bứt phá thì nó sẽ nằm ở cái cái cung này thì cung bên này thì theo quan điểm của hùng là sẽ chưa thể bật được FCN ở đây có vùng cản kỹ thuật đó tuần này đúng luôn chỉnh uh, long lên đến vùng 18 và nó đạp uh, tất nhiên cây nến ngày hôm nay là cái nền đẹp một cái nền đinh ba rút chân lên uh, với lực cầu lực cầu thì chưa được tốt lắm nhưng nhìn chung là hồi như thế này là đẹp rồi nên khả năng tuần tới nó sẽ hướng lại vùng 17 17.5 Cenco 4G thì chủ yếu trong tuần vừa qua chủ yếu chỉnh cung đó sau khi mà nó đạt target 16 thì nó phải đạp thôi nó đạp vùng 1 thì nó sẽ đạp về vùng 15 và phiên ngày hôm nay thủng 15 nhưng đóng cửa 15.2 như vậy khả năng tuần tới thì nó sẽ test tại 15 còn điểm sâu hơn ở đây sẽ là khoảng vùng 14 chấm mấy đây này 14 chấm, 14 chấm, chấm chấm mấy ta 14 chấm mấy đây này vẽ lại cái 14.5 đó 14.5 14.4 nó có về có những cái vùng có thể chúng ta bắt thêm Ok G36 đây Tuần này chạm cản luôn 11 Đây là cây nến này là chắc chắn có 11 này Đấy 11 11 là cản đấy 11 cản thì đừng có, đừng có, đừng có mua Đó và về đến đây vùng 98 đến vùng 10 Thì có mua thì mua LCG ở đây chúng ta có cản kỹ thuật ở vùng 15 Tuần vừa qua thì nó hai cây Cây nến thứ nhất đánh 15 không giữ được Và cây nến thứ hai tiếp tục công cản 15 không thành cho nên ngày hôm nay là cây nến rút chân khá là đẹp nên khả năng là nó sẽ phụ thuộc vào cái tín hiệu tiếp theo của LCG trong phiên giao dịch ngày thứ hai. Nếu trong trường hợp nếu như nó rút chân lên được ở trên 14 cộng thì khá là đẹp. Để có thể tiếp tục xu hướng hồi, còn nếu mà nó bị phá ở 14 thì như vậy là xấu. Nhóm anh tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành dầu khí thì ở đây hiện tại các anh chị nhìn thấy là thằng PLX thì nó đánh hơi hơi chảy 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 bừa. Tức là vùng 42 vẫn là vùng cảng kỹ thuật và vùng hỗ trợ ở đây của nó đây các anh chị ở đây là vùng 39.5 đến 39.7 và điểm sâu hơn là vùng 40 hôm nay nó test 40 và nó rút chân lên 40.65 khả năng tuần tới thì nó vẫn tiếp tục có những cái điểm mà test lại ở khoảng quanh vùng 40 40 41 ở đây và nó lại kéo kéo lên và trong ngắn hạn để PLX nếu như các anh chị cầm thì chúng ta sẽ đánh T0 ở những cái vùng kháng cự và hỗ trợ như Hùng đã có phân tích cổ phiếu PVS ở đây trong tuần thì PVS có một điểm mà chỉnh cung khá là đẹp ở vùng 36 vùng 34 và đã kéo lên vùng 36 cộng và tiếp tục uh, lai ra ở quanh vùng 35 như vậy thì uh, như ông có phân tích đề cập ở đây này uh, ở đây nó có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn là vùng 36 vùng 34 và có một cái cản ở đây là khoảng vùng 35 35 đến khoảng vùng 36 đó và maximum thì có thể là vùng 37 tức là có thể có một cái cái điểm gọi là tình cờ bất ngờ trong một phiên thì thì nó rút rút lên vùng 37 thôi thì cũng có thể hoàn toàn có có cái khả năng này tức là ngắn hạn thì nó sẽ đi xoay quay ở trong cái vùng như vậy cổ phiếu PVD <laughs> PVD trong tuần đó đây nó có lực hồi lên và lực hồi thì cũng đã có dự báo rồi khoảng quanh vùng 26.6 để khoảng quanh vùng 27 đây là vùng cản kỹ thuật và nó bắt đầu quay trở lại ở tín hiệu đường mát thì đang suy yếu và như vậy khả năng thì cái xu hướng À, cái xu hướng kỹ thuật ở trong tuần tới xu hướng kỹ thuật ở trong tuần tới thì PVD sẽ tiếp tục à, test cản các anh chị à, test hỗ trợ nó sẽ tiếp tục test hỗ trợ ở khoảng quanh vùng 25 Ờ à, quanh vùng 25 đến khoảng vùng à, 25.2 trong trường hợp nếu bị thủng cái vùng đó thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây đó là vùng 24 3 đến khoảng vùng 24.5 Ừ ok Uh, cổ phiếu BSR BSR hiện tại thì xu hướng khá là đẹp uh, nhìn chung thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm uh, lên cái vùng cản 21 đến à uh, 21.5 21 21.5 21, 21 đến khoảng vùng 22 và đối với BSR sau một cái quãng thời gian nó tích lũy khá là đẹp thì đây đang là một cái nhịp sóng một của nó nếu chúng ta nhìn xét ở trên chạc kỹ thuật tuần thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng ở nhịp này BSR sẽ uh, tiếp tục test tích lũy và nó sẽ hướng lên cái vùng cản 25 và xa xăm hơn BSR hoàn toàn có thể đánh lên được khoảng quanh vùng 28 đấy là cái dự báo về target xa của Hùng Ờ uh, oi ở nhịp này cũng đang tương đối là ok đó anh chị Vẫn là một phân kỳ tăng Và hiện tại đây thì Hiện tại đây thì oi đang có cái vùng cản kỹ thuật 12 này Thì nó chưa lên được Tuần này thì nó tiếp tục công cản 11.5 Và lên được khoảng 11.7 thì nó chỉ cung Như vậy trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ tính toán Cái độ sideways của em này ở quanh 11 và 11.7 đây Nó sẽ đi đi trong một cái giai đoạn như vậy Sau đó thì chúng ta sẽ chờ xu hướng để chúng ta phân tích rất đánh giá tiếp Ok nhóm ngành banh thì Hùng sẽ dành một cái video clip Hùng sẽ phân tích riêng Nhóm ngành bất động sản dân cư uh, Rất tốt và hiện tại thì báo cáo với anh chị là nô no, uh, uh, Đất xanh, uh, đất xanh của em hôm nay tím nha, uh, đẹp quá tuần vừa qua bắt ít Bắt uh, đất xanh này Bắt được ít đây Novaland Novaland cũng đang đẹp lắm, ui sồi Novaland ngày hôm nay Ăn tí đã luôn và lên Target 21 Đấy và hai cái mã cổ phiếu này là hai cái mã cổ phiếu à thêm con PDR nữa. PDR. Đó là những con mã cổ phiếu mà uh, cơ bản cơ hội còn và đấy, ở uh, tuần trước thì nó có vùng 10 20.5 đến vùng 21 tuần này nó sít soát ở đây. Và những cái mục tiêu thì nó tương đối là ok và khi mà các anh chị về với team cùng Lê thì sẽ được nhận được những cái phân tích khuyến nghị đó. Rất là sát xa sao. À, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành chứng khoán à, nhóm ngành chứng khoán hiện tại đang bị bán tương đối mạnh các anh chị bán tương đối mạnh và chúng ta cùng nhìn lại cái kịch bản phân tích về nhóm ngành chứng khoán ở trong tuần vừa qua thì ok ở đây các anh chị nhìn thấy đây VCI tuần này chính thức đạt lại target 45 và về đến 45 thì nó nó đạp thôi, ơi thổi đổi lượng ơi và Hùng cũng chẳng hiểu vì sao mà có những cái tài khoản mà khi cổ phiếu VCI về đến 45 vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mua kỳ lạ thôi Hùng không hiểu thực sự đến báo cáo với các anh chị là hùng không thể hiểu nổi không thể hiểu nổi tại sao người ta lại mua ở vùng đó để làm cái gì không biết người ta kỳ vọng cái gì kỳ lạ không hiểu khó hiểu lắm nói chung là không hiểu không thể hiểu nổi 40.5 đến 41 sẽ là vùng hỗ trợ cái tuần ở tuần mới chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá thêm SSI lực bán cũng rất là mạnh Như vậy là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái target kỹ thuật khả năng Vùng đang ghi đây là khả năng là SSI sẽ tạo đỉnh ở vùng 30 đến vùng 31 Là cái vùng này là vùng cảnh kỹ thuật khá là mạnh và hai lần nó công hôm qua Và tuần này bắt đầu từ cái điểm này này Tại sao ông lại nói như vậy là bắt đầu từ cái phiên này Chính là phiên nó đạt đỉnh ở vùng 30, 30 cộng này Chính là phiên ngày 31 tháng 7 Và tính từ đây thì tín hiệu đường mát bắt đầu suy yếu và khi đường mát suy yếu thì gần như là những cái cái lực đi của nó nó đi nhỏ giọt lắm các anh chị Để mà sóng tăng mạnh nó gần như không có Ờ, phiên ngày hôm nay test lại vùng 27.6 có lực hồi khả năng lực hồi sắp tới thì nó sẽ hồi lên được khoảng quanh vùng 29.5 khỏe thì lên được 30 nhưng theo quan điểm của Hùng thì khả năng là không lên được và nó sẽ sideway ở một cái biên hẹp ở đây rồi chúng ta sẽ tính toán tiếp cái xu hướng ờ, cổ phiếu HTM đó HTM đây này tại sao lên đến vùng suy soát 32 rồi còn cắm đầu cắm cổ mua anh nào mua cây nến này anh nào mua cây nến này ở giá vùng 31.95 Đúng vùng cản kỹ thuật luôn Các anh chị đúng vùng cản kỹ thuật luôn Đau Mua xong xong nó giã cho bốn cây Nát hết người Và với cái 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 tín hiệu hiện tại Thì đây này cũng đang nhìn thấy ở đây này Tức là cái target kỹ thuật của 31 của HCM Là target cực kỳ cao rồi Và bắt đầu kể từ khi nó đạt được cái target kỹ thuật 31 ở đây Thì tín hiệu đường mát nó yếu yếu lắm các anh chị yếu ốm yếu, yếu như thế này thì thì tại sao ở cái vùng 31 32 vẫn cố đâm ăn xôi kỳ lạ thật vùng 28.7 vùng 29 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục um, làm việc lại ở vùng này vùng tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng xu hướng cổ phiếu VND VND đấy trong tuần VND tiếp tục đạt lại target 21 và nó bắt đầu chỉnh cung ở nói chung cái điểm chỉnh cung của VND thì vẫn đang khá là đẹp 19.7 vùng 20 khả năng tuần tới có sâu sâu hơn thì vùng 19.4 và khả năng ở đây thì nó sẽ có một cái lực hồi T ở đây thì chúng ta sẽ phân tích và đánh giá tiếp cổ phiếu FTS FTS tuần vừa qua nói chung là nó tiếp tục công vùng 34 hướng vùng 35 nhưng mà như vậy là uh, nôm na là cái vùng 35 không có và như thế này là vùng 34 và nó bắt đầu bị bán bán tín hiệu này là bắt đầu bị bán thì bị bán thì nó gặp ở đây là vùng 30.5 đến vùng 31 cây đến ngày hôm nay rút chân khá là đẹp nhưng khả năng tuần tới sẽ tiếp tục test lại và có lực hồi kỹ thuật ở đây thì các anh chị canh thì chúng ta chốt bớt rồi nhóm ngành chứng khoán bây giờ thấy đang bị bán khá là mạnh ờ, cổ phiếu SHS SHS khá là khỏe tuần vừa qua làm hai vòng luôn đúng không ạ đây tuần trước là chạm vùng 15 ờ, và tuần này hoàn thành luôn cái target 16.3 hai cây đạp và nó đạp lại về vùng 15 15.3 và phiên kết tuần thì lại công lại vùng 16 16 3 khả năng tuần tới thì cái xu hướng nó công lại về 16 3 là 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 khả thi thậm chí là có thể rút chân lên vùng 16 5 nhưng mà theo quan điểm của Hùng ở nhịp này bán cứ công lên là bạn còn về hỗ trợ thấp thấp lại mua tức là cái cách ở giai đoạn này các anh chị có thể là mua bán 30 đến 40 tỷ trọng ví dụ các anh chị cầm 1.000 cổ phiếu SHS thì về 16.3 các anh chị bán ra 300 cổ phiếu và về 15 15.3 các anh chị có thể cân 15.4 thậm chí 15.5 các anh chị cân thêm 400 cổ phiếu để làm sao là chúng ta cứ tận dụng chúng ta nhầy đi nhầy lại nhầy cho nát cái 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 vùng ở vùng đỉnh rồi sau đó nếu như trong trường hợp sau một cái giai đoạn như thế nha xong rồi nó tong, tong 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 ở đây nó xuất hiện một cái cây nến này sau đó tong 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 đó, tong 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 nó xuất hiện tiếp cây nến này ok như vậy là một nghìn đấy tôi chào tạm biệt thân ái quyết thắng như vậy thì như vậy là chúng ta nhìn thấy đây, sau một cái giai đoạn đúng không? SHS tăng tăng thế này mà từ cái thời điểm mua từ vùng 8 đến vùng tài vùng 9.5. Đó và bắt đầu nó đến chỗ này nó tăng 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 tăng. Đấy thế là thôi, tạm biệt thế có gì đâu. Đấy rất đơn giản, rất tự tin và uh, chúng ta đánh nó không bị nó uh, nói chung là nó như nào này Chứ là chúng ta rất là tự tin luôn đấy bởi vì là chúng ta hiểu được cái bản chất của thị trường, hiểu được ấy thì như vậy là cái đoạn này là cái đoạn bắt đầu sideways này quay thì có thể là hình thức là tạo lập mình dự bóng là khả năng là tạo lập nó sẽ phân phối cổ phiếu này ở vùng 16 15 đến vùng 16 3 này Ok mày kéo lên thì tao bán mày tụt xuống người ta lại mua một tí đó cứ đi này đi này và đến cái đoạn bên này tăng 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 thế là thôi xong Ok đấy SBS uh, uh, SBS ở đây các anh chị rồi SBS tuần vừa qua khá là tốt kéo lên vùng 9 cộng như vậy là SBS cũng có một cái target khá là tương tương thì nó test lại vùng 8.5, cây nến này là cây nến test lại nhưng mà cũng không ngăn thua lắm đâu Theo quan điểm của như vậy Hồi lên các anh chị canh bán Bởi vì nhịp này thì nhóm chứng khoán là khuyến nghị các anh chị là chúng ta không cầm nữa Bởi vì nhìn thấy cũng sơn sơn sơ sơ là nó tăng khá là tốt rồi Đó VX nó lên đến tận vùng 17, 7.5 Tuần này thì nó test lại vùng 16 và cái xu hướng thì nó sẽ sideways và nó sẽ đi ở trong bên này Khả năng thì VX trong nhịp này nó sẽ rơi về khoảng quanh vùng 13.5 đến vùng 14 tích lũy rồi khi đó nó mới có một cái nhịp sóng hồi ở đây, nhịp sóng hồi này thì chúng ta phải canh để chúng ta bắt và chúng ta ăn sóng hồi T cộng <laughs> AGR khá là tốt, nhìn chung thì đến thời điểm hiện tại thì AGR cũng đã đạt mắc target 15.5 trên 15.5 Và đang hướng đến một cái target gọi là vơ bèo vượt tép ở đây, nó hướng đến khoảng vùng 17.5 Nhìn xu hướng thì khá là đẹp, tuần này nó test lại đây, test lại 15.5 À test ờ ừ, đúng rồi, test lại 15.5 và đóng cửa 16 với lực cầu khá là tốt phía này thì như vậy tuần tới khả năng là gì có thể là có thể là phục hồi kéo nhịp sóng cuối. Ôi APG, APG nhịp rồi kéo cũng ác liệt. Phía này nó test lại vùng 10, khả năng như vậy là tiếp tục kéo Ờ, cổ phiếu APS nhé APS thì một số các anh chị đang bị kẹp lại thì như cũng có phân tích ở đây ở đây nó tạo nền là khá là tốt rồi nhịp một kéo lên vùng 8 sau đó test lại quanh vùng 71 72 và dự kiến kéo lên vùng 9 đến vùng 9.2 ờ, Tuy nhiên là hiện tại thì nó gặp vào cái xu hướng thị trường đang khá là suy yếu nên khả năng tuần tới nó sẽ có cái điểm những cái điểm test kỹ thuật lại quanh vùng 7 7.3 thì các anh chị có thể gom dần thêm và hồi lên các anh chị bán ờ, cổ phiếu VDS ờ, VDS trong tuần tăng tốt tăng tốt các anh chị hai cái nến đầu tuần tăng khá là tốt và giúp cho VDS tiệm cận lại uh, sát cái kháng cự 17 và ba cái nến liền sau thì nó bị chốt tương đối là mạnh uh, nhìn cái lực chốt như thế này thì chúng ta sẽ ngắm về hỗ trợ cái thuật 15 điểm sâu hơn thì sẽ ở dưới này đó là ở vùng 14 và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở hai cái hỗ trợ này ORS <laughs> ORS trong tuần vừa qua cũng khá là tốt như vậy là gần xuyên thoát tiệm cận đến cái vùng cản 17.5 và nó lên được đến vùng 17.3 khả năng con này nó lên được đến vùng 17.3 đấy đúng như thế và lên đến vùng 7.3 thì nó chỉnh cung quay trở lại. Ở phiên ngày hôm nay rút chân lên từ vùng 16 nhưng khả năng thì cái điểm rút chân này Hùng cảm giác nó cũng chưa thuyết phục lắm. Tuần tới khả năng nó test lại quanh 16 và chúng ta sẽ đánh giá thêm. Ok, về mặt cổ phiếu thì Hùng sẽ dừng lại và chúng ta sẽ chỉ phân tích những cái 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 cái, cái, cái nhóm ngành cơ bản như vậy các anh chị nhá. Và Ờ uh, như hùng có giới thiệu từ đầu tuần thì tuần này thì các anh chị uh, chúng ta sẽ kết bạn uh, với hùng lê qua tiktok nhá ta thử tí tiktok nó như nào thấy cũng hay hay đó, hùng lê gạch dưới chứng khoán và cái ảnh này cái ảnh đại diện đây đấy ảnh đại diện đây và hùng đang thực ra thì những cái này lồng chưa có làm và đang thử thôi và thử up vài cái video để chúng ta xem thử xem là có biết cách làm hay không thì uh, sang tuần tới thì chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh chu và chúng ta sẽ bắt đầu tập trung vào uh, lĩnh vực về chứng khoán chúng ta làm chuyên sâu các anh chị chứ không có lươn khươn mấy cái vừa va vừa bẩn đó uh, đồng thời thì đương nhiên hàng tuần chúng ta sẽ có bản tin tuần uh, để chúng ta phân tích về uh, thị trường về cổ phiếu về tất cả những cái vấn đề liên quan À, còn trong tuần thì chúng ta có thể bật à, điện thoại lên ví dụ đang trong giờ giao dịch ví dụ như vậy à, chỉ cần trao đổi khoảng hai ba phút thôi các anh chị ơi bây giờ index ví dụ trong ngày hôm nay chẳng hạn đấy ví dụ cái đoạn index thế này, này. À, nó quan trọng lắm đấy, các anh chị đây ví dụ nó nó đơn giản như, như 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 thời điểm hiện tại thôi đây ví dụ trong phiên sáng nay à, đôi lúc là chỉ cần 3 phút thôi là là ngồi nói chuyện với các anh chị là có khi ngon đấy à đây ví dụ này để ta ta thử cái nào Đấy, index này thì ông đã phân tích này Đấy. hiện tại index có xu hướng bị mất vùng ai thì sẽ đạp sát về vùng 1210 để tích lũy tại thời điểm vùng phân tích là 11 giờ 14 phút xong đến khoảng tầm độ mấy giờ đây 13 giờ 55 phút index hiện tại ở ngưỡng 12 đang có lực bật tích cực và sẽ rất là quan nếu ổn ở đây Um, sau nhịp uh, nhịp long thì xả gáp nhiệm vụ ba chỉ số này sẽ test lại ở trên cái vùng này và đó và những cái phân tích và trong buổi tối ngày hôm qua ví dụ như vậy thì ông cũng đã có có cái phân tích ngắn ở đây này đó ông um, phân tích ngắn này ví dụ như là phái xuyên, uh, phái sinh thì hôm nay có thể là sẽ ở một hai một này index này index này một hai ba mươi trở thành và hỗ trợ index ở vùng một hai một đó ví dụ như vậy đấy đó thì những cái phân tích nó rất là quan trọng như vậy vậy thì đôi lúc là chúng ta chỉ cần khoảng tầm độ ba bốn phút thôi chúng ta ngồi nói chuyện nhau vừa hùng vừa làm việc vừa ấy thì thì khá là ok đấy là cái hướng mà khả năng là chúng ta cũng sẽ trao đổi thêm à, chúng ta chỉ cần bật cái điện thoại lên đấy một là một là chồng vào mặt mình hai là chồng vào màn hình để nói à, vừa nói vừa trao đổi như vậy là à, cũng khá là ok thì à, anh chị em nhá à, follow nhá xong đó thì hùng à, ai follow thì hùng sẽ follow lại ngay lập tức để chúng ta trở thành bạn bè rồi phần cuối của bản tin thì Hùng sẽ dành một cái thời gian để chúng ta phân tích lại cái xu hướng Thì thứ nhất này đánh giá chung ở trong cái tuần giao dịch video số 100 Đây là Hùng có cái bản tin này ngoài bản tin tuần thì đây là thứ hai ngày mùng mùng, 8 tháng, mùng 7 tháng 8 năm 2023 Sáng thứ hai thì Hùng có lên một cái nội dung như vậy và Hùng có đánh giá rằng là nhìn chung thì thị trường đang rất là tích cực Và chúng ta chờ đợi những cái ý đồ tạo lập của thị trường ở vùng 1240, 1245 và vùng 1250 điểm À, để chúng ta quan sát à, để chúng ta quan sát cái 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 kháng cửa tuần hay kháng cửa tuần khi mà index và các cái chỉ số đánh về đây à, đồng thời thì chúng ta cũng có phân tích ba cái chỉ số vn30 chỉ số phái sinh và chỉ số vn index đó thì ví dụ bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái vùng hỗ trợ của chỉ số vn30 đó là sẽ lấp về cái vùng hỗ trợ 1220 đến vùng 1225 điểm ở trên bản tiến tuần thì bây giờ chúng ta quay lại cái tuần vừa qua và chúng ta cùng xem lại biểu đồ chỉ số VN Index ở đây à, chỉ số VN30 các chị thì đầu tiên là chúng ta nói rằng là thị trường đang rất là tốt và chúng ta sẽ hướng đến những cái vùng cản mục tiêu đó là vùng 1240 1245 và một vùng 1250 và trong tuần vừa qua thì chỉ số VN30 của chúng ta đã bật qua vùng 1250 Tuy nhiên khi về đến vùng này thì chỉ số đã không giữ được và sau đó nó có một lịch chỉnh tương đối là mạnh đồng thời thì chúng ta có một vùng hỗ trợ lấp lại có nghĩa là gì vùng hỗ trợ tuần của chỉ số VN30 ở vùng 1220 đến vùng 1225. Đấy các anh chị, 1220 đến 1225 và vùng <laughs> vùng 1210 trở thành cái vùng hỗ trợ tuần rất là quan trọng đối với chỉ số VN30. Đây vùng 1210 đây các anh chị nha. Đó, thì 1210 nó không về đến và cái điểm chỉnh cung sâu nhất của thị trường ngày hôm nay nó cũng chỉ về đến vùng 1220 đến 1225. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trên bản liên tuần chúng ta có hai vùng hỗ trợ tuần tích cực thì về đến đây là có một cái sự bẻ 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 sóng ở đây. Như vậy là ok, đó. <laughs> Rồi như vậy là trong tuần thì chỉ số VN30 vượt đạt target trên và đồng thời lấp à, hỗ trợ dưới. Còn đối với chỉ số phái sinh thì cũng có phân tích đó là phái sinh đã lấp về biên gì ạ? 1, 2, và biên 1, 2, 1, 5 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ tuần đối với chỉ số phái sinh. Chúng ta sẽ nhìn ở đây chỉ số phái sinh thì phá sinh ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số phá sinh này cũng đã bật lên khỏi cái vùng 1245 sau đó thì phiên ngày thứ ba tiếp tục bật lên ở vùng 1250 như vậy về cơ bản uh, cái target tuần thì như vậy là chỉ số này cũng đã gì đã hoàn thành uh, những cái mốc target cực kỳ là cao đó và đồng thời thì ở đây chúng ta nhìn thấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của chỉ số vi uh, chỉ số phá sinh đó là cũng có phân tích là nó sẽ lấp cáp về vùng 125 thì các anh chị để ý này trong phiên ngày hôm qua thì nó đã lấp về vùng 125 và gì nó bắt đầu có lực phục hồi Ok anh chị ở đây và đến trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó tiếp tục uh, test lại cái vùng 125 th lần thứ hai và sau đó nó có cái sự phục hồi mạnh ở đây như vậy là vô hình dung thì cái vùng 1223 125 đã trở thành cái vùng hỗ trợ tuần tr tr rất là đắc lực và nó không về đến cái vùng 1215 như vậy là rất là ok nhìn cơ bản thị trường của chúng ta vẫn đang trong cái tầm kiểm soát của chúng ta còn đối với chỉ số VN Index, á à, chỉ số VN Index ở đây thì cũng có nói đến đó là vùng à, nó sẽ lấp về vùng 1220. Và sau đó cái vùng 1206, 1210 trở thành cái vùng hỗ trợ tuần à, rất là tốt của chỉ số này. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là à, đối với chỉ số VN Index ở đây thì Index cũng đã... Đây, trước hết là index của, của chúng ta là lên được đến cái vùng 1245 và suýt soát tiệm cận đến cái vùng 1250 như vậy là cái target 1240 1245 1250 của bộ ba chỉ số rất là ok đồng thời thì đối với chỉ số VN Index thì Hùng cũng có dự báo cái khả năng là nó sẽ lấp về lại quanh vùng đấy index nó sẽ lấp lại về quanh vùng 1220 điểm 1215 cái điểm thấp này 1215 này và sau đó thì vùng 1206 1210 trở thành cái vùng hỗ trợ tuần rất là đẹp thì các anh chị nhìn thấy đây đấy điểm lấp gáp của index về vùng 1215 điểm nhá điểm lấp gáp về vùng 1215 điểm này và sau đó thì cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1206 đến 1210 1206 thì nó nằm ở đâu đó ở dưới này trở thành cái vùng hỗ trợ tuần rất là quan trọng và các anh chị nhìn thấy ở đây là index của chúng ta về đúng gọi là nó xiên xí xẹo qua cái vùng 1215 thôi đó vào vùng 12 1215 đây các anh chị này đó trở thành một cái gì một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là rất là 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 quan trọng của chỉ số VN Index và index về đây thì đây đã có một cái sự phục hồi Vậy thì cái phiên giao dịch ngày thứ sáu ngày hôm nay có tốt không anh chị rất tốt và cực kỳ tốt bởi vì sao bởi vì bộ ba tham số chung của chúng ta index giữ lại được ở trên vùng 1210 đó, chỉ số VN30 cũng hoàn toàn tương tự như vậy. VN30 của chúng ta giữ lại được ở trên vùng 1220 và chỉ số phái sinh của chúng ta cũng giữ lại được ở trên vùng 1225. À, đấy là một đấy là một cái tham số cực kỳ tuyệt vời cho thị trường. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy thì trong ngắn hạn index của chúng ta đã bẻ được xu hướng các anh chị nhìn đây. Thì bẻ được xu hướng có nghĩa là như thế nào? Thì cũng sẽ phân tích bộ ba tham số chung để các anh chị nắm được. Đây, thì ở đây là các anh chị nhìn thấy là kể từ cái thời mà khi mà chỉ số vn30 đạt được ở vùng 1.255 điểm thì nó bắt đầu trượt dài và nó trượt về đến đây và nó gặp cái hỗ trợ kỹ thuật tuần của chỉ số vn30 ở cái mốc đầu tiên đó là 1.20 125, thì nó bật lên và sau khi nó bật lên thì các anh chị nhìn thấy ở đây này các anh chị nhìn thấy cái điểm này đúng không ạ điểm này và cái điểm này thì sau khi bật lên và nó test lại thì như hùng có phân tích ở trong cái bản tin trong này trong trong chiều ngày hôm nay ấy, là nó bật lên rồi thì nó sẽ nhồi lại và nó nhồi lại 1225 cực kỳ đẹp và từ đây nó rút chân đi lên như vậy là nó đã phá được cái kênh xu hướng giảm vậy thì sau khi nó phá được cái kênh xu hướng giảm thì nó lại tiệm cận đến những cái vùng cản kỹ thuật ví dụ như chỉ số vn30 mươi chúng ta lại có lại 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 nó kéo rất là dốc và nó lại về lại cái vùng 1245 1240 ở đây thì xu hướng nó sẽ test cung lại và cái điểm test cung kỹ thuật của tuần tới theo quan điểm của hùng là nó sẽ test về khoảng quanh vùng một hai một ba mươi và cái điểm sâu hơn thì nó sẽ quay trở lại vùng 120 125 đây là cái điểm mà chỉ số VN30 cần phải test lại để nó khẳng định rằng à như vậy cái vùng 120 có phải là vùng hỗ trợ của cái nhịp đạp này không thì nó cần phải test lại đối với chỉ số phái sinh thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy các anh chị nó trượt dài từ vùng 1255 và đến thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch chiều ngày này thì nó đã có một cái điểm bẻ kênh xu hướng ở quanh vùng 1230 và nó lên được đến vùng 1240 một đ bốn năm ở đây thì vô hình dung ở đây nó cũng là có một cái gáp gáp tăng và một cái gáp gáp ở đây nó tương đối là mạnh các anh chị nên cái xu hướng ở đây nó sẽ quay trở lại nó sẽ quay trở lại chỉnh cung và test lại nền theo quan điểm vùng là nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng một hai ba mươi một hai ba ở đây một hai ba đó và cái điểm xấu hơn thì ở đây đó là một hai hai ba một hai hai ba đến một hai hai tức là nó test lại cái hỗ trợ tuần 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 của cái tuần trước đó nó test lại hỗ trợ tuần trước để nó kiểm định lại xem rằng à như vậy ở đây cái 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 mức độ chịu tải như thế nào và nếu như sau khi nó test về đây mà nó hình thành được một cái nhịp long mạnh ở đây thì tuyệt vời các anh chị ồ như thế này thì như vậy là tiền nó lại ào ào nó đổ vào thị trường và thì khi đấy thì lại mua bắt chấp luôn các anh chị yên tâm là như vậy nếu như trong cái trường hợp này nó xảy ra nó test thành công ở vùng này và sau đấy nó long lên thì, thì 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 tiền nó lại ào ào nó đổ vào thị trường bởi vì lúc đó là mọi người lại tự tin rằng à như vậy là cái vùng 1215, 1225, 1220 ở đây của chúng ta rất là thành công. Và đối với chỉ số VN Index cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó, nó đã trượt dài kể từ vùng 1245 điểm và đến thời điểm ngày hôm nay thì nó mới bắt đầu nó mới bẻ được cái xu hướng ở khoảng quanh vùng 1230. mươi à, với cái đà hưng phấn của thị trường thì có thể các anh chị nhé, có thể viên ngày thứ hai có thể nó sẽ có gáp tăng. Và gáp tăng nó sẽ đẩy index của chúng ta về khoảng vùng 1235 đến vùng 1240, đó là có khả năng có cái xu hướng này và khi nó đẩy về cái gáp tăng này thì như vậy là gì ạ chúng ta sẽ à nó sẽ quay trở hành trình quay trở về lấp gáp và nó lấp lại vùng 125 sau đó nó sẽ lấp lại về vùng 120 và cái biên và cái biên 1210 đến vùng à, 1210 đến vùng 12 đây 1210 đến vùng 1215 cũng sẽ trở thành một cái cái vùng hỗ trợ cực kỳ đắc lực của index ở trong tuần giao dịch mới và nếu như index của chúng ta test thành công ở vùng này Và lực cầu bắt đầu quay trở lại Dòng tiền mua bắt đầu quay trở lại Thì như vậy là thị trường của chúng ta nó sẽ uh, Nó sẽ hung hăng hơn rất là nhiều Nó sẽ hung hăng hơn rất là nhiều Và đây là một cái kịch bản lạc quan Đây là một kịch bản kỳ vọng là index của chúng ta Sẽ tích lũy tạo nền Và uh, Tích lũy tạo nền hình thành nhịp phục hồi Ở vùng 1205 đến khoảng vùng 1210 và xa hơn thì sẽ là vùng 1210 đến vùng 1215. Tức là nôm na ở cái vùng đây sẽ là những cái vùng mà đây hùng vẽ vẽ như này để để chúng ta để chúng ta nắm được này. Ờ tất nhiên là chúng ta không thể một chính xác 100% nhưng ít nhất là chúng ta đã mường tượng được cái cái đường đi và cái khả năng những cái xu hướng đi của cổ phiếu và thị trường. Như vậy thì ở chúng ta sẽ rất là ok rồi bản tin tuần này thì hùng sẽ xin phép được tạm dừng tại đây và thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo một lần nữa thì tuần này các anh chị nhé, ta làm tí tiktok nha là anh chị em follow và hùng sẽ căn cứ cái đó thì căn cứ những cái follow thì hùng sẽ kết bạn lại với các anh chị để chúng ta có cái sự tương tác nó hay hơn và chúng ta sẽ chia sẻ nhiều cái câu chuyện hơn ở trên tiktok thấy hay hay các bạn trẻ đang làm mà mình già rồi bây giờ mình thử làm xem là mình có trẻ hóa được tí nào không các anh chị ok à, một lần nữa thì chào tạm biệt cả nhà và các cái câu hỏi liên quan đến cổ phiếu mà chưa được phân tích các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin tuần Cũng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả câu hỏi của các anh chị ok